Xin chào em Thợ Ong, em là ống nhòm Sanong Hoàng Phương và em là chủ cửa hàng sô ống nhòm Hoàng Phương về chuyên ống nhòm Sanong tại Việt Nam cho anh em Sanong. Nay thì em Phương sẽ có những ống nhòm, em sẽ có tất cả là 8 chiếc ống nhòm từ Sơn Tu, EK, Nikon và ZX cho anh em để mức giá Sanong cuối vụ 2024 mức giá cực kỳ rẻ cho anh em bác nhé. Nay thì em Phương sẽ lên cho anh em một cái mức giá ưu đãi cho anh em. Riêng sản phẩm bên em Phương ống nhòm thì sẽ cùng giấy tờ bảo hành, là khi anh em nhận được hàng sẽ cùng giấy tờ bảo hành bên Hoàng Phương này, giấy tờ bảo hành 2 năm về sản phẩm EK, Nikon và Sơn Tu, Bezum, và sản phẩm ZX thì sẽ được bảo hành 5 năm anh em nhá, và sẽ có đầy đủ chữ ký của chủ hàng, em Phương sẽ ký tên cho anh em yên tâm chứ các bác. Về em Phương ống nhòm thì sẽ có em Phương B sẽ báo giá nhanh cho em xem qua về mức giá cả hợp lý cho anh em. Đầu tiên nên cho anh em là tất cả hàng bên em các bác nhá, bảo hành hết các bác nhá, đặc biệt phải chống nước 100%. Đầu tiên là một con sản phẩm ống nhòm 142 Sơn Tu 304 feet kính màu xanh. Con này cực kỳ ok cho anh em luôn, thân là kim thép, bên ngoài sẽ có kính xanh, chống nước 100%, mức giá chỉ có hơn 1 triệu anh em nhé, hơn 1 triệu bao ship bỏ 2 năm cho các ông nhé. Em để mức giá tốt cho anh em, tại vì đây cái đồ hàng này vừa về được 8 chiếc, về được tất cả là hơn 150 chiếc, phần là 8 mẫu anh em nhé, tại vì em chưa xem được cái giá nhập cho anh em. Mức giá cho em con này là hơn 1 triệu nhé, để anh hơn 1 triệu thôi, kính phủ xanh, anh nào kết gọi cho em Hương sớm nhất các bác nhé. Công khai giá gọi mức giá cực kỳ ok cho anh em luôn. Công khai thôi chiếc này để cho anh giá tốt là 1 triệu rưỡi anh em nhá. 1 triệu rưỡi bao ship cho anh em. Các bác đã chờ đón con helicopter này chưa các bác? Helicopter 142 EK với xanh vạch đỏ cho anh em. Đầy đủ mẫu đi thật ống nhòm cho anh em và mới về được thêm 10 chiếc và sắp tới sẽ về được thêm rất nhiều hàng. Các bác đặt hàng gọi cho em sớm nhất các bác nhá. EK. Mức giá chỉ có hơn 2 triệu anh em nhá. Hơn 2 triệu bao ship cho anh em các bác nhá. Hơn 2 triệu. Các bác nào có cơ bảo sao là tại sao lên video mà không công khai giá đi? Nói thật với anh em là tại vì là nô hàng mỗi khi nôn lần em nhập về mỗi lần giá nó khác nhau, vậy thì có được thì giá ví dụ con này có được thì 2,7 triệu, có được chỉ có 2,5 triệu, 2,6 triệu thôi. Tại vì bây giờ các bác cứ gọi cho em Phương sẽ công khai giá chuẩn cho anh em các nhá. Tại vì làm bên em vừa về nô hàng này, em lên video luôn cho anh em xem qua mức giá chưa có ổn định về giá, các bác cứ gọi cho em Phương sẽ công khai giá tốt nhất cho anh em các bác nhá. Hơn 2 triệu helicopter này và về được một cặp 142 sân tu trường nhìn rộng này 394 này, thân là thân hợp kim, bên ngoài sẽ bọc nước da sần cho anh em, đặc biệt chống nước 100% các nhá, chống nước 100%. 842 và 142 anh em nhé, 142 này, 326 ED cao cấp của Sơn Tu sẽ để mức giá tốt nhất cho anh em không nhé, chỉ có hơn 2 triệu nhé, hơn 2 triệu nó chỉ xem trên con ED Copter này thôi, tại vì nó mà cùng một nhà máy sản xuất ra mà anh em, chỉ có hơn 2 triệu 842 và 142 Sơn Tu. Và chiếc 142 326 cao cấp 326 feet EK kính phủ đỏ cho anh em này, kính phủ đỏ cực kỳ trong mắt cho anh em mình có bác nhé. Đầy đủ mẫu vạch thân ống nhòm cho anh em, đầy đủ đốt chỉnh công đoạn công trừ này, kính ED phủ kính BK 4 EMC cho anh em, kính phủ đỏ các bác nhá, yên tâm chưa các bác. Bao ship bảo hành 2 năm cho anh em không, mức giá chỉ có hơn 4 triệu anh em nhá, hơn 4 triệu bao ship kèm cho bảo hành 2 năm cho anh em không nhá, hơn 4 triệu. Các bác là cái con này Capter cao cấp này gọi cho em Phương không nhá. Và con đi công Posta B7 142 đầy đủ mẫu vạch thân ống nhòm này 304-8613, đi công Posta B7 kính là kính ED của đi công, kính mù xanh chống nước 100% B7. Điều chỉ còn và điều cố định cho anh em cộng trừ, mức giá chỉ có hơn 4 triệu các nhé, hơn 4 triệu bao ship bảo hành, các bác không nghe nhầm giá đâu các bác nhá, hàng mới 100% full hộp sổ giấy bảo hành, tặng thêm dây đeo khăn nâu các bác nhá, hơn 4 triệu các nhá, đi công Waterloo B7 142. Và đặc biệt hơn sẽ về được một con về được mấy con 1250 Sơn Tu 2273 feet, con này là kính cửa nó tầm nhìn rất là rộng, ống kính 50 142 xin anh em 1250 ống kính 50. Con này cực kỳ ok, đầy đủ mẫu vạch thân ống nhòm cho anh em này, Sơn Tu 1250. Công khai giá cho anh em chỉ có hơn 3 triệu nhé, hơn 3 triệu bao ship bảo hành 2 năm cho em tự áo các bác nhé. Cực kỳ ok chưa các bác? Con này anh em đợt trước tầm 4 triệu rưỡi, đợt này em nhập về giá tốt, con này chưa tầm hơn 3 triệu nhé. Chỉ hơn 3 triệu thôi, về được 15 chiếc. Đây, về một con khổng lồ made in Getman ZX. Về được tất cả là bây giờ đang cầm một chiếc này. Sau đó đấy được bảo hành 5 năm, hộp sổ đủ cho anh em các bác nhé, yên tâm chưa các bác? Hình hai con hươu này, ok chưa các bác? Bảo hành 5 năm đối với sản phẩm ZX các bác nhá. Chỉ có hơn 20 triệu. Các bác nào kết con ZX này và muốn nâng đời ZX, các bác gọi cho em Phương. Hơn 20 triệu đấy các bác nhá. ZX cao cấp như con trâu đấy anh em. Hơn 20 triệu nhà Bin Getman. Hơn 20 triệu con này thì anh em không cần giới thiệu nhiều con ZX này nữa rồi, tại vì anh em quá nổi tiếng và rất là nhiều ước mơ của anh em rồi. ZX các bác nhá. Hơn 1 triệu, hơn 2 triệu, hơn 2 triệu. Hơn 4 triệu một xíu bằng cao cấp của EK, hơn 4 triệu Nikon Bosch 37 1250 chỉ có hơn 3 triệu, ZX hơn 20 triệu các bác nhá. Các bác nào kết mẫu nào thì các bác gọi cho em Phương sớm nhá các bác nhá. Hàng hóa thì rất là nhiều hàng cho anh em thôi. Các bác kết mẫu nào thì gọi cho em Phương sớm, em Phương sẽ công khai giá để giá tốt nhất cho anh em được không? Bao ship hết các bác nhá. Bao ship bảo hành 2 năm các bác yên tâm chưa các bác? Các bác đặt hàng các bác inbox qua số không trái em Phương nhá, số không trái cho anh Phương gọi em đặt hàng các bác nhá. Cảm ơn anh em.